Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 60 chức sắc chức việc thuộc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố. Trước khi tiêm, các chức sắc chức việc được đội ngũ y bác sĩ kiểm tra, thăm khám, hướng dẫn khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm nhanh theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Sáng hôm nay được chích thì rất là vui và các anh thực hiện làm một cách rất là chú đáo, hoàn toàn tốt. Rất là cảm ơn tất cả bên nhỏ quân đội cũng như tất cả mọi người đều tạo điều kiện cho rồi. Và từ khi chích đến đây cũng được 20 phút rồi thì tinh thần rất là khỏe, cũng chưa có chích trở ngại. Tôi xin chân thành cảm ơn quân khu 5 đã tận tình đưa đón từ khi chúng tôi được nhận giấy mời. Chưa hôm qua thấy các anh đem tới, sáng hôm nay đón tôi tại phường. Qua đây trong thời gian chích thì các anh vẫn theo dõi và để hoàn thành cái công việc của mình thì tôi thấy là rất là thoải mái và cảm thấy là vô cùng vinh hạnh. Trong cái lúc dịch này, nhưng các anh đã bỏ công bỏ sức để ra chích ngừa cho anh em sắc tôn giáo của chúng tôi. Thì đây là một cái việc làm tôi thấy là rất là chính đáng và thiết thực. Việc quân khu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với các chức sắc chức việc của các tổ chức tôn giáo. Đây là những người có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền cũng như vận động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân, giáo dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tiêm vaccine, quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương, khảo sát các đối tượng đúng với quy định, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ sát sao các đơn vị có liên quan, tổ chức đưa đón, thăm khám, tiêm phòng chặt chẽ, an toàn, đảm bảo các quy định phòng dịch. Cái hoạt động này chúng tôi phối hợp làm rất chặt chẽ, nghiêm túc, quán triệt đầy đủ các cái quy định của Bộ Y tế, cũng như là cái quy định của Cục Quân y Tổng cục Hậu cần. Để mà thực hiện cái nhiệm vụ này, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thì cho tới thời điểm này, có thể nói là chúng tôi khẳng định mọi cái việc về công tác chuẩn bị, về lực lượng, về phương tiện, cơ sở vật chất để mà triển khai việc này rất tốt, bảo đảm cho cái hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ, đúng cái ý định chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Qua theo dõi sau tiêm, sức khỏe các chức sắc chức việc hoàn toàn ổn định, giúp mọi người có thêm niềm tin, động lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đoàn kết đồng lòng chiến đấu và chiến thắng đại dịch.